Rồi, video này chào mấy ông nha. Một siêu phẩm cưa tay cụt đến từ Makita. Đấy. Makita 3400 luôn nha. Những con cưa tay cụt mà lên đến 34cc như này rất là ít nha mấy ông nha. Đấy, rất là hiếm và rất là mới. Thấy chưa? Mọi người nhìn tình trạng gần như mới hoàn hảo. Vừa về. Đấy, mặt tiền đẹp, lam đẹp, sên đẹp. Đấy. Rồi, ok mấy bác. Đấy, gầm này, chẳng qua nó dính dơ nha. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn, ốc này. Còn rất là đẹp tuyệt vời. Rồi, ok mấy bác. Mấy bác mua được thì ủng hộ bên em. Con này bên em bán 2 triệu người mấy bác nha. Lam sên còn đẹp, cái gì cũng đẹp cả. Dòng này thì bao bền luôn, 3400. Rồi, ok, cảm ơn mọi người đang coi video. Đấy. Makita nha, 3400. Con này bên em bán giá 2 triệu nha. Anh nào mua được thì ủng hộ.